Đi ăn mì. Mì vịt quay, heo quay. Tên à? Mì với cơm. Cái này hai cái. Is it, is this with the broth or just the soup? Is it soup? Or soup, yes, soup, right? Yes. Okay. Yeah, xong rồi order một cái này, với lại một cái này. This one? Chà hoa bông bịch. Bông bịch. Chà hoa bông bịch. Hibiscus. 24 bạc một chai đó. Đây là chà hoa hớt. Nước tương với lại ớt. Này ớt khô, ớt bột, đường với lại ớt chua. Muỗng đũa trong đây. Nghe napkin. Có thêm nước tương nữa. Tiêu nữa. Có. Tiêu. Cái này là thịt vịt. Thịt heo. Heo quay. Thịt quay với heo quay. Cái chương nữa nè. Giòn. Ôi, hôm qua mở hơi nhiều. Ướt áp. Nước này một cái nấu không? Không bằng ở Hồng Kông. Thị trường Hồng Kông. Là có mình thánh tôm. Tôm dầm tôm chứ không là mình thánh tôm. Người ta làm vậy đặng cho mình nêm nếm thêm. Nó là nhưng mà thực dịch làm đặt cái này á. Không có xương. Ăn đi xong rồi lại follow chicken ăn nữa. Được 4 miếng. 4 miếng hoành thánh. Là hết 580. Wow, fried chicken.
Đói à, đói lâu à. Name please. Jan. Jan. Thank you. How long to wait? Now 38. 38. Chỗ này nổi tiếng gà chiên. Có chả chiên nữa. Nổi tiếng. Phải vô phải đợi nửa tiếng. Người ta đợi nhiều lắm. Nổi tiếng gà chiên. Nửa con thì 130. Một con thì 260. Có con gà này chút xíu à. Tùy theo. Ba cục à. Tùy theo mình kêu món gì nữa. Nhanh lắm. Có khoảng 10 phút à. Này là nguyên con gà. Gỏi đậu đủ, thơm nếp, với lại chả cá, hai cái thịt rốt, hai cái ăn tráng miệng. Trộn lên. Sao, chả cá ăn thấy sao? Cũng được. Không có cay đủ hả? Ăn cay có thích thêm thôi. Ăn gà thử coi. Ăn gà thử coi. Lấy cái nĩa không? Gà thơm. Ở đây tiền mặt thôi nha, không có lấy thẻ. Khá xong rồi. Sao gà thấy sao? Cắt bóc tay cho rồi. Khô à? Đâu khô. Cũng ngon thôi nhưng mà nó không gì nè. Không có sâu sắc hả? Không bằng ngon. Cái này nó không có cho vào chấm. Có cay nhưng mà càng ngon, không khô. Thank you.
Where's my face? $550 ăn hết hai miếng gà, cái bánh lọt nó vẫn còn, cái chả cá. Mày ăn dessert after you. Table for two. Nước trà cho free. Hả? Ai biết thì nếu mà nó, em nghĩ là nó không có thôi. Đói. Bên này bán chạy quá chừng. Ờ. Thôi, ăn này đi. Ai đi qua đây phải ăn uống này nha. Đang no đó. Béo mà nó ngon. Nước đá nó mịn. Ngon quá ngon. Ngoài trời thì nóng. Món này xếp cái chờ của nó. Ở giữa nè, xoài xoài nè. Ở giữa nè. Xoài xoài chấm. Ngon quá. Nãy ăn trái cây no quá rồi cho nên giờ ăn chơi hai trái giống nhau, chi thôi. Thank you. Cái shape by mango sticky rice 295. Cái cream bun and then coconut custard 168. Đi ăn lẩu ma mà ở đằng chỗ chi chalua gì đó. Chỗ nó đông quá chừng đông luôn cho nên mình đi lại cái chỗ khác. Này, trên cái đường này đông lắm, vui lắm nha. Dài 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 luôn. Giờ này 8 giờ mấy tối, gần 9 giờ mà nó đông vậy đó. Nó làm cái hot hot ở trong đó sập. Nhưng mà cái hot hot ăn đây đi. Ok. Mình đi lại đây mình đợi nó nói khoảng 5 phút rồi. Còn bên kia là 5 tiếng. À, bên kia nó không có cho thời gian luôn. Nghe nhiều. Thing right here. Right. Nhiều lắm, nhiều món lắm. Nhiều dữ lắm luôn. Cho nên coi hình. Thank you.
mấy món hủ tiếu nữa. Mà không muốn ăn lẩu. Cái này tô quá hành. Mình ngồi xuống là người ta cho mình cái QR code này á, mình phải order từ đây. Mình scan trong cái điện thoại của mình á, xong rồi nó có cái menu là mình order từ đó. Chứ không có, người ta không có tới order. Ở bên kia hết thịt quay cho nên qua đây mua một hộp vậy 100 bạc. Kế bên luôn. Hấp hấp mà quay luôn á. Quay. Thả đi. Nó sôi không được. Tiệm này cũng đông, ra đợi ngoài. Chỗ này chắc phải order thêm tô nữa quá. Cay không? Good. Sao? Không có gì đặc biệt hả? Không được thôi, nó không phải gì đâu mà tại nước tiếng không. Cho nó khác cho biết. Ngon, lạ, chua, béo, ngon. Không cay là được rồi, hơi hơi thanh nhạt. Bổ quá. Không thanh thà nhé. Ăn cái lẩu không đủ phải order thêm. Cái này cũng được mặc cái lẩu luôn á. Thì đó. Nếu mà mì gói thì thêm 15 bạc. Còn mấy cái hủ tiếu với lại miếng thường thì không có thêm. Đồ này 179. Xong rồi anh bỏ ớt vô, em mà không có kêu ớt. 675 bạc. Ăn xong rồi đi ăn xôi xoài. Ok, nhìn là cái đường rồi. Người ta đứng xếp hàng mấy cái tiệm. Chui dữ lắm luôn á. Đi ăn xôi xoài thôi. Xôi chấm bán đắt như tôm tươi. Giống của hổm không? Bữa ăn lần rồi đó. Em thấy cái chỗ nào cũng giống chỗ nào rồi. Mà có chỗ thì 60, có chỗ thì 80, có chỗ 100, chỗ này 100. Ngon, đáng. Đáng đồng tiền. Ngon. Trời ngọt.